Ngày 22 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận trình báo của một phụ nữ trú tại Long Biên về việc bị chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Theo nạn nhân cho biết, chị được người quen trên mạng xã hội giới thiệu đầu tư vào quỹ phúc lợi của tập đoàn Vingroup. Người này cung cấp cho chị đường dẫn website có logo, thông tin và hình ảnh thương hiệu giống của tập đoàn Vingroup nên chị đã tin tưởng. Theo lời giới thiệu, quỹ đầu tư có quy mô hàng nghìn tỷ đồng, cần đầu tư ngay, nếu đầu tư mức tối thiểu 2 triệu đồng, sau 15 phút sẽ hưởng ngay mức lợi nhuận 1,32%. Chị đã chuyển khoản thử 2 triệu đồng và thu về lợi nhuận 1,32%. Ngày hôm sau, chị chuyển 60 triệu đồng và hưởng lợi 3,12% sau khi tham gia 15 phút. Thấy số tiền giao dịch và tiền lãi được đẩy ngay về tài khoản của mình, chị này tiếp tục đầu tư 17,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản cá nhân, thì hệ thống báo lỗi và không cho rút tiền. Các đối tượng liên tiếp yêu cầu chị chuyển thêm tiền với các lý do xác minh bảo hiểm rủi ro. Nghi ngờ mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.